lại một vài phút gửi cho bác khách đang ở thành phố Phan Giang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận. Mâm ly săn xui, đây là một trong những mã mâm ly săn xui có tên có tuổi của hãng, mặc dù giá thì cũng ở mức bình dân thôi nhưng mà chất lượng âm thanh thì dễ ghép loa. Đang đã ghép đôi bát 30 kêu lương. Đấu vào cầu hàng trên và chạy vào đường CD. Điện 100V, điện 100V. Xa cách nhau mấy năm rồi, nhắc chuyện xưa thấy